Vâng, em Giang nay lại quay trở lại giới thiệu cho các bác cái dòng máy hàn ống nước nhá, máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy, anh em điện nước hay là các bác thợ xây, đấy, chuyên nhận công trình thì hãy sở hữu cho mình cái máy hàn này để mình làm việc được một cách là nhanh nhất này, tiện nhất này, an toàn nhất này, được việc nhất này. Đấy, đấy, mình đây là con dòng con máy to nhà em này, có mũi 50, 40, 32, 30. Đấy, còn con này là dòng dòng ống từ 20 đến 25 này. Đấy, dòng những ống nước nhỏ này. Đấy, đây là mũi này, đây là vít để vít này. Đấy, tất cả làm là thép chống rỉ nhá, sơn tĩnh điện nhá, tay cầm nhá, rất là chắc chắn nhá. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu về cái máy hàn nhiệt ống nước này thì liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Em chuyên cung cấp xỉ lẻ nhá. Hàng này là hàng xuất Nhật nha các bác nhá, các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, đầy đủ trong hộp này, bảo dùng xong mình cho vào hộp này, rất đảm bảo, rất an toàn, rất là bền đấy. Anh chị em nào cần thì liên hệ với em Giang qua số điện thoại trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.